cuốn sách này thì mình liên lạc với Tùng và Tùng nhận lời ngay, và Tùng muốn là đây là cái buổi ra mắt đầu tiên của Tùng tại cuốn sách này, cho nên là sau đó là thật sự ra từ lâu á mình cũng có theo dõi các bên bay của Tùng, mình thấy rằng Tùng là một những người đâu anh rất là người rất là đam mê cái lĩnh vực về thiết kế về homestay này. Ban đầu mình rất là lo, thật sự ra mình làm du lịch mà thì hiện nay cái giống lực pháp của Việt Nam chưa có cái lực pháp nào về khoan tay, cho nên mình thích xin số điện thoại và liên lạc với Tùng để có buổi cà phê cho nó chị để làm thế nào đó để cho định hướng đúng về vấn đề là khoan tay, và đó mình có sự kết nối với Tùng thật lòng ra. Nhưng với cương vị là người làm du lịch cũng như là đại diện cho hội bảo vệ của Nga, mình cũng có niềm tin mãnh liệt rằng là khoan tay này chắc chắn sẽ lực pháp tại Hồ An tương lai, vì là cũng như cái kinh nghiệm của mình là ở Hồ An bắt đầu trở thành cái homestay hầu như là không có luật gì hết. Lúc đó là chính quyền của anh có phòng người là tạo một quy chế riêng để làm có cái homestay đó. Cuối cùng quá trình là thực hiện từ con tay của anh mà đi đâu mà cũng cái nguồn gốc rất là tốt, cuối cùng là chính phủ như là tổ quốc ta cũng thấy rằng cái giá trị đó thì cũng cùng với mọi người đó có một cái ghi nhận về cái homestay. Cho nên homestay đi cũng là một cái mà nó bắt đầu quanh nhà từ nước khác, từ nước khác nước xa xôi, và chúng ta cũng thấy rằng xây những cái công trình mà kiên cố, thế đó là bắt đầu đi tìm xem là bây giờ là pháp nào đây, có pháp nào để chơi với thằng này, có nghĩa là làm sao để có nó vẫn có nhà ở, họ vẫn có các công trình lưu trú cho khách, nhưng mà lại không xây, không cần phải xây kiên cố mà phải tạo ra cái cảm giác thiên nhiên, cảm giác sang trọng một chút đó. Rồi thế xong rồi khi mà làm cái chuyện đó xong thì mới bắt đầu gặp những cái người thầy về nông nghiệp. Thì khi gặp những cái người thầy về nông nghiệp thì những người thầy người ta mới nói một cái câu là nông nghiệp là phải nương tựa vào tự nhiên. Thì lần đầu tiên nghe cái từ nương tựa từ lạ quá, thì xong rồi bắt được cái từ nương tựa, thế là mắt nó sáng lên, bùm, thế mình có thể làm kiến trúc nương tựa vào tự nhiên được không? Thế là lúc đó mới bắt đầu suy nghĩ tới cái việc đó là vi sinh vật dưới lòng đất như nào. Lúc đó mới bắt đầu quan tâm tới những con suối, mùa mưa, rồi hệ sinh thái. Có nghĩa là lúc đó bắt đầu tìm hiểu là thiên địch, rồi lúc đó mới bắt đầu tìm những thứ đó. Trước đó không biết, trước đó là mình viết vẽ với mấy cái tường, với cái cửa thôi, chứ không nghĩ tất cả một hệ sinh thái. Thế thì khi từ cái cách tiếp cận của thực tế ấy, mới bắt đầu là đi vào là thế là mình bắt đầu phải biết nhiều hơn về các cái vật liệu. Mình bắt đầu phải viết thêm cả những cái làm sao để xây dựng những cái ngôi nhà mà cái vật liệu của tự nhiên. Và điểm nữa đó là nếu như mà dùng những vật liệu từ thiên nhiên, những là cái gọi là cái viên sỏi,
hay cái cây mà từ chính cái khu vực đó thì nó sẽ tạo ra điều gì. Thì một cái cảm giác mà khi mà ta đi theo cái phong cách đó, đó là một cái cảm giác là mọi thứ nó hòa hết vào trong thiên nhiên, bởi vì mình không mang một cái màu ở một nơi khác tới, mình chỉ dùng chính cái màu của nơi đó, nhặt cái viên sỏi từ dưới suối mang ra làm đường đi, thế là nó tạo ra cái màu đó. Xin cảm ơn Tùng. Ý của Tùng nói này cũng như ý Tùng chia sẻ nãy, Tùng có nói tới về đề chứng sanh như vậy. Thật sự ra đề chứng sanh là gì? Đề chứng sanh là chúng ta và tạo ra một vỏ trọc thị trường, tạo ra để làm gì? Tạo để bán những gì chúng ta có. Và bán gì tới đó, đó là những cái nương tựa tự nhiên, những cái mà bản địa, những cái mà đảm bảo chỉ có đến Quận Nam, đến Đà Nẵng mới có, trên đường khác không có. Cho nên là cái xu hướng này của thành viên Quận Nam chúng ta đừng thấy được nó. Đấy, chúng ta nghĩ rằng chúng ta nương tựa tự nhiên, ta nhiều cái bản địa chúng ta có vô số sản phẩm, hoặc thậm chí chúng ta sáng tác nhiều sản phẩm mới, mà hiện nay ngành du lịch của chúng ta cũng đang khủng hoảng về sản phẩm, thì tôi nghĩ đấy chúng ta càng thay đổi cái quy chiếu suy nghĩ như vậy không, và tôi nghĩ rằng là cái việc mà thay đổi sản phẩm trong ngành du lịch rất là nhiều. Và tôi hiện nay ngành du lịch của Quảng Nam cũng như nhiều người cũng nao náo có việc phải tìm những nhà kiến trúc sư mà có cái suy nghĩ như vậy để làm thế nào để nâng cái giá trị cho ngành du lịch. Xin cảm ơn Tùng là một người tiên phong vấn đề này, thì chúng tôi thấy rất là bất cập. Thật sự rất là cần những người kiến trúc, vì khi mình làm du lịch như vậy, ngồi cái việc mà tạo sản phẩm một cái villa, một stay, một khách sạn, cái người kiến trúc là một quan trọng cực kỳ, họ thiết kế từ đầu, họ đưa cái giá trị bền vững từ đầu, cái tiền bền từ đầu để giúp chúng ta vận hành tốt hơn và hơn trong tương lai. Thì như vậy thì với cái ý nghĩa cái homestay như tôi nói là phải cần cái việc là được vào nông nghiệp và theo survey, có phải là du lịch nông nghiệp không? Theo ý tôi. Nó đang có hai cái từ này ta nhắc, đó là từ farm stay và một từ gọi là du lịch nông nghiệp. Thì để mình hiểu cho nó, em nghĩ là để hiểu cho đúng thì nó cần phải hiểu như này: du lịch nông nghiệp nó là một ngành du lịch, còn farm stay nó chỉ là một cái cá thể trong cái ngành đó. Hai cái thứ này nó không bằng nhau, còn mình không thể so sánh, không so sánh nó với nhau. Du lịch nông nghiệp nó là một ngành. Thế thì ngành du lịch nông nghiệp nó có rất nhiều cái hướng để khai thác nữa. Còn farm stay nó chỉ là một nông hộ thôi. Cơ bản là ta nên hiểu cho người thôi. Như vậy thì đồng nghĩa với việc là nông nghiệp là một cái bể đỡ, một cái gì nó rất là bên vững độ. Farm stay là một cái giá trị tăng thêm một chút. Nếu chúng ta làm và nông nghiệp, chúng ta biết cách là phần đầu tiên á, nông nghiệp chúng ta tạo ra cái chất lượng sản phẩm nông nghiệp của mình, đó là một cây rau củ quả, sau đó chúng ta đưa farm stay nào thì cái farm stay mới có chất lượng, là ý của tôi. Cho nên là farm stay phần tăng thay của chất lượng nông nghiệp. Tôi xin cảm ơn rất là nhiều. Vậy mình tổng theo tổng lý là farm stay có lòng biết động hóa một điểm không? Cái chuyện của farm stay á, nếu như các anh chị mà để ý các mô hình thành công về farm stay ở trên thế giới, thì các mô hình thành công của trên thế giới đều luôn luôn có một cái cảm giác, một cái hơi hướng gì đó của cái văn hóa bản địa. Thì cái văn hóa bản địa nó sẽ thể hiện từ cái cây, từ cái cách họ chế biến món ăn, từ cái cách họ sử dụng cái ngôi nhà. Họ sẽ không mang một ngôi nhà của một nơi khác tới đặt vào cái khu farm của họ. Họ sẽ dùng chính cái văn hóa có thể hiện bằng kiến trúc đấy. Đó, người ta sẽ sử dụng các cái ngôi nhà, cái hình thức nhà đó. Người ta sẽ sử dụng cái cây là cây bản địa ở đó. Bởi vì tại sao lại là cây bản địa? Bởi vì khi mà sử dụng cây bản địa thì tạo ra cái vị, cái sức chống chịu về sâu bệnh và mọi thứ là nó của cái vùng đất này. Mà nếu mình mang một cái cây ngoại lai từ một nơi khác tới thì có thể nó làm xáo trộn hệ sinh thái, và nó có thể tạo ra cái cây đó nó không hợp. Và cơ bản thì tôi đi du lịch là tôi phải đi tìm vị lạ, chứ tôi không tìm cái vị mà tôi đã gặp ở một nơi khác. Thế cho nên là mọi thứ về bản địa, về văn hóa bản địa, về mọi thứ bản địa thì nên đưa vào tham gia. Vậy là nghĩ vì cái nông nghiệp bản địa là nó tạo ra cái lối sống bản địa, cái lối sống bản địa đó là sự trải nghiệm. Cho nên farm stay để đưa khách vào ở để trải nghiệm văn hóa bản địa đó, cần nghe cái việc nông nghiệp bản địa tí là cùng có thể chia sẻ vậy, đúng không? Cho nên là cái xu hướng của chung là xu hướng du lịch, bây giờ là xu hướng du lịch trải nghiệm. Cho nên cái việc mà làm du lịch nông nghiệp cũng như là nương tựa vào cái giá trị bản địa là một xu hướng rất là
hot trong tương lai. Thì tôi nghĩ rằng các vị khoa học bay cũng được những thứ phù hợp. Em xin chia sẻ một chút cái phần chữ trải nghiệm. Bởi vì trong farm stay á, thì cái chữ này nó ẩn. Như các anh chị sẽ thấy rằng là trong farm stay thì nó là một cái farm có yếu tố nghỉ lại. Nhưng mà để nó hoạt động được thì nó phải có trải nghiệm. Và các anh chị sẽ thấy rằng là năng lực mà tạo ra những kịch bản trải nghiệm là năng lực lấy tiền của khách hàng đấy. Không phải từ farm nha, và cũng không phải từ phòng nghỉ. Bởi vì bây giờ thế nào, nếu mà ta đầu tư vào một phòng nghỉ cho là nó đẹp đi cũng phải một vài trăm. Bao lâu ta mới thu được? Nếu mà ta tính cái doanh thu mà trên cái việc bán phòng thì ta cũng coi thôi, coi giống mô hình khác. Cho nên cái chuyện mà cái chữ trải nghiệm nó không hề hiện ở trong cái định nghĩa, mà nó chỉ có một cái định nghĩa mà có tên chữ trải nghiệm đó. Trong ba cái định nghĩa đấy thì chỉ có một định nghĩa nhắc tên chữ trải nghiệm thôi. Nhưng mà cái trải nghiệm đó mới là một cái nguồn thu của farm stay, và còn tùy thuộc vào năng lực tạo ra các kịch bản. Em dùng từ kịch bản là vì sao? Vừa tới farm thì sẽ đi không một vòng, được ngâm chân, được hít mùi hương xả, uống một ly nước, bắt đầu thu tiền rồi đó. Kể đến là bắt đầu thấy thu được tiền rồi đấy, đúng không? Đó chính là trải nghiệm. Thật lòng ra mà nói thì cũng như mới nãy khi mình nói là cái luật pháp Việt Nam cũng như cho phép là chúng ta lưu trú là trong farm stay, thật lòng như vậy đấy, chúng ta xin giấy phép thực hiện đó. Vì là nếu mà làm farm á, là đất farm được hầu như đất công nghiệp. Đất công nghiệp là chúng ta không thể xây dựng được nhà, đó là sự linh động. Mới nãy là bên phía của Tùng đã giải thích thêm vấn đề rồi. Tuy nhiên chúng ta còn nhiều bài toán nữa thì chúng ta lồng ghép vào vấn đề này. Nhưng mà thật lòng ra là cái việc mà hiện nay á, nếu chúng ta làm full stay mà cái hình lưu trú là một bài toán phải rất là linh động, rất là linh hoạt, có như vậy. Cho nên cái việc mà tôi nghĩ rằng là trước mắt để đưa vào farm stay đó, chúng ta cho cái du lịch trải nghiệm trong ngày tức là một đề rất là hay. Để thực sự ra trải nghiệm nó mới là thu tiền, chứ còn một đôi lúc lưu trú chưa chắc là thu tiền nhiều mình trải nghiệm. Cho nên là tôi nghĩ rằng là cái việc trải nghiệm là trong một cái nông nghiệp, trong một cái lối sống của nông nghiệp là một bài toán. Chúng ta phải đi trước, sau đó chúng ta lồng ghép cái việc mà lưu trú vào. Thì cái cơ sở như vậy thì Tùng có thể cho mọi người biết là thực sự là hiện nay xu hướng chung của ngành du lịch Quảng Nam định hướng rõ là chúng tôi đang hướng tới một sự phát triển du lịch bền vững, mà dựa trên mục rằng là chúng ta làm thế nào đã hướng đến xanh như vậy. Thì thêm về nghiên cứu thì chúng ta thấy là như thế nào là phát triển bền vững đến việc cá nhân của cùng, và những yếu tố đáng chú ý để chúng ta hướng tới phát triển bền vững này đối với các vị kiến sư cùng để chia sẻ. Cái góc nhìn này thì có lẽ là em không biết là em có đúng không. Tuy vậy thì em vẫn chia sẻ cái hướng này, bởi vì có lẽ là có nhiều người chưa đồng tình với cái góc nhìn này. Anh chị để ý rằng là rất nhiều tỷ năm thì chúng ta có cái trái đất, và rất nhiều triệu năm thì chúng ta có những cái cây trái bây giờ. Và cơ bản thì thế này, trái đất nó quay thì cái mặt trời mọc là chúng ta có cây trái, là cây nó sẽ tăng trưởng bởi vì có ánh nắng mặt trời. Có mưa nắng thì cái cây nó tiếp tục mọc lên. Thế thì tại sao lại nói tới cái việc này? Bởi vì nó ảnh hưởng trực tiếp tới nông nghiệp. Các cái hướng mà đang sử dụng những cái nhà lồng này, không chắc đó là những nguồn nguyên liệu, bởi vì nó cơ bản có thể kiểm soát được một số thứ nhưng mà lại là mất tới nhiều thứ. Hay là chúng ta đang nói tới cái chuyện nó hơi dài dòng một chút, bởi vì chúng ta sẽ quay lại hay là vì sao chúng ta lại phải làm việc vậy. Những cái đất nước như là Israel thì Israel họ tại sao họ lại phải làm những cái nhà như vậy? Bởi vì họ muốn kiểm soát, vì họ không có một điều kiện tự nhiên khí hậu giống Việt Nam, vì họ không có một hệ sinh thái giống Việt Nam nên họ phải làm việc. Nhưng chúng ta lại đang cơ bản là làm theo một cách, đó là chúng ta kiểm soát họ. Và chúng ta không gọi là không làm nông nghiệp theo hướng là nương tựa vào tự nhiên. Cho nên chúng ta làm ví dụ một ví dụ đơn giản thôi, đó là rõ ràng là đất ẩm thì cái hệ vi sinh vật ở dưới đất nó mới phát triển. Thế bây giờ ta lại tưới cỏ giọt thì nó đâu ẩm nữa, nó chỉ ẩm đúng cái gốc rồi, còn xung quanh nó không ẩm.
Nếu cái gốc cây ở đây thì xung quanh nó không bẩm. Mà không bẩm thì vi sinh vật không phát triển. Mà vi sinh vật không phát triển thì đất nó không thành gọi là phân bón tự nhiên, phân bón cái kiểu được. Cái việc đơn giản đó là ta đang rất nhiều nước, ta đang rất nhiều ánh nắng, ta có hệ sinh thái tự nhiên cực kỳ đa dạng. Thế vì sao ta phải tưới nhỏ vào? Và nếu ta tưới nhỏ vào thì ta đang ngắt đi cái quy trình, chu trình của hệ sinh thái đúng không? Hệ sinh thái rằng là từ trước đến giờ, từ hàng triệu năm nay thì nó cứ mưa nắng như thế thì nó thành cái hệ sinh thái như lòng đất như vậy. Và nó tạo ra Việt Nam như thế. Và bây giờ ta lại đi tưới nhỏ vào. Là ta ngắt đi cái chu trình sinh thái. Và khi ta ngắt đi chu trình sinh thái như vậy thì ta sẽ không có nông nghiệp bền vững. Và không có nông nghiệp bền vững thì không thể có một cái phạm tây bền vững. Thế đơn giản là chúng ta phải làm một cái nông nghiệp bền vững chết lại. Cứ mặt trời mọc là ta có trái. Còn nếu mặt trời mọc thì sau này ta lại ngắt cái chương trình sinh thái thì vào thua rồi. Còn cái việc mà ta cố gắng kiểm soát bằng những cái điều gì đó thì ta nên, nên thêm vào, không nên ngắt cái chương trình sinh thái. Ta ngắt chương trình sinh thái là chúng ta sẽ càng phải ơn nhiều tiền vào, nào là phân bón, nào là thuốc trừ sâu, rất rất nhiều thứ. Thế nên qua cái chia sẻ của Tùng mình cũng thấy rằng là các hai cái mô hình mà một cái những mô hình nông nghiệp bây giờ hiện nay á, nông nghiệp theo kiểu mà công nghiệp là chúng ta phải trồng nhà, làm nhà lồng, chúng ta phải làm theo kiểu mà công nghệ Israel vào phải là làm theo kiểu nhà giọt tiến cạnh, ví dụ như thế này. Nhưng thực sự là xu hướng đó thì chỉ tạo ra sản phẩm để cho cung cấp, chứ còn nếu làm du lịch theo xu hướng đó là nó thường thường là nó không được khách, nó đang khách thích. Cho nên là chúng ta cũng lưu ý rằng đấy, chúng ta muốn làm homestay để làm cho lấy được cái sở thích của khách thì chúng ta phải hướng tới du lịch tự nhiên, du lịch thân của tự nhiên, du lịch bền vững. Nông nghiệp thân tự nhiên, nông nghiệp bền vững đấy, tôi cùng chia sẻ như vậy. Cái này cũng ta cần lưu ý. Đôi lúc chúng ta thấy rằng là nông nghiệp chúng ta vẫn làm, nhưng mà khi mà làm theo kiểu mà nhỏ giọt, mà theo kiểu mà nhà lòng thì thực sự du lịch cũng rất là khó. Thì đó là đám mô hình tham quan và cùng ví dụ như vậy, theo công nghiệp như vậy. Cho nên là cái đây cũng một chia sẻ quý giá để cho anh em trẻ khởi nghiệp cũng chú ý, không phải là nông nghiệp nào cũng có thể làm du lịch tốt được như vậy. Cho nên với kinh nghiệm như vậy thì Tùng cũng để chia sẻ thêm cho anh em, cho một người thấy rằng là những điều cần lưu ý để phát triển homestay thì bắt đầu sao cũng được. Cái gợi ý như vậy thì cần lưu ý cái gì để cho thực ra thì để cho một cái người mới bắt đầu làm homestay thì cái việc mà đôi khi em cũng có một cái bài viết về thế này. Tuy vậy thì cái quan trọng nhất của một cái việc để bắt đầu đó là chúng ta hiểu chính mình. Cái hiểu chính mình ở đây là hiểu về các nguồn lực mình đang có. Các nguồn lực ở đây thì nó không phải một nguồn lực là tiền. Nó là nguồn lực về tri thức nông nghiệp, nguồn lực về tri thức du lịch, nguồn lực về mối quan hệ. Mối quan hệ cũng còn chia thành nhiều nguồn lực khác nữa, ví dụ như là mối quan hệ với chính quyền địa phương, mối quan hệ với những người làm nông nghiệp, mối quan hệ với những người tiêu thụ nông sản, mối quan hệ với rất nhiều. Đó là nguồn lực của mối quan hệ. Rồi mối quan hệ là cái nguồn lực về tài chính hay là các cái nguồn lực khác, ví dụ như nguồn lực từ bên ngoài như là năng lực về mình có quan biết hay là quan hệ với những cái người mà nổi tiếng không? Rất nhiều nguồn lực. Thế thì cái mà để cho ai, thực ra là ai bắt đầu cái gì cũng thế thôi. Bắt đầu cái farm xây cần phải hiểu chính mình. Mình cần phải xét xem là trong mô hình farm xây thì nó có cái phần farm hoặc phần xây đó. Bởi vì là người mới bắt đầu thì đôi khi có người mới bắt đầu lại là từ ngành du lịch thì lại bắt đầu, còn từ ngành nông nghiệp thì lại bắt đầu được. Hai cái bắt đầu nó khác nhau. Nên cái điểm chung nhất của người bắt đầu đó là hiểu chính mình. Hiểu chính mình, năng lực của mình thế nào, đánh giá mình trong thị trường thế này. Sau đó rồi, ví dụ với một nguồn lực tài chính là 500 triệu hay 5 tỷ hay 10 tỷ hay có thể huy động ngân hàng hay có một năng lực thu hút rồi từ đồng vốn khác vào hay là thu hút đầu tư từ người bạn thì tất cả những thứ đó nó mới... Vì ta hiểu người ta quá rõ mà ta phải suy nghĩ nhiều hơn cho những cái chuyện đó. Cái quan trọng là phải hiểu cái chuyện đó lại thì lúc đó mới nên bắt đầu nó như này.
ý Tùng chia sẻ là chúng ta phải chú ý tới nguồn vốn. Hiện nay nguồn vốn của chúng ta thường thường hay nghĩ vốn là tiền, cho nên sinh ra vốn có thể là vốn là vốn quan hệ, vốn là giá trị hiểu biết, vốn là một lối sống, vốn là một cái trải nghiệm nào đó trong cuộc đời của mình. Mà nguồn vốn có thể chúng ta tích tụ lại thì chúng ta phải xét hết tất cả thì chúng ta khởi nghiệp hoàn toàn tốt hơn. Ở đây cũng một điểm mà ngành du lịch chúng tôi thấy rất là đúng, bởi vì là chúng ta đôi lúc chúng ta phải bán chính mình, đôi lúc người chủ không tay chủ villa chưa bán chính họ, mới bán cái phòng ngủ thôi, nhưng bán được cái lối sống của người chủ, chủ hôm tay chủ villa thì tạo được giá trị cùng mình vững hơn, và người khách sẽ nhớ với mình nhiều hơn. Còn chúng ta nếu so sánh cái phòng này phòng kia, thực sự ra cái phòng hôm tay villa hiện nay cũng chả là cái gì đối với du khách cả, thì đôi lúc nhà họ cũng đẹp hơn nhà mình mà. Cho nên là cần phải có cái vốn đó, là vốn trải nghiệm, vốn tử tế của người mình chủ. Cho nên là khi khởi nghiệp hôm tay chúng ta có cần xét nhiều nguồn vốn như vậy. Thành viên chúng ta thấy nhiều nguồn vốn như vậy thì nguồn vốn tiền nó không nhiều lắm đâu. Đôi lúc mà cái ít chúng ta không làm được. Xin cảm ơn Tùng. Như vậy thì với cái suy nghĩ của Tùng là người cũng làm cuốn sách thế này á, còn thấy cái những cái tư duy thất bại khi bắt đầu của homestay, tư duy nào để thất bại? Đầu tiên là làm sai định nghĩa. Có người cứ nghĩ rằng là mua cái miếng đất xong rồi dựng lên cái nhà, xong rồi cho mấy cái cọc rau cọc hành vào cái thành cái phao. Bởi vì cái trải nghiệm của khách hàng nếu như mà nó rất là mình tới mà mình rất là chán trong trải nghiệm thì mà chính cái người chủ cũng thấy chán thì không biết làm cách nào để cho khách hàng vui mà. Và trong khi ta đang bán trải nghiệm đó, cái điều đầu tiên đó là mình nghĩ rằng là pháp xây không có gì đâu, đơn giản mà thì cũng không phải, bởi vì nó phải rất là ác tường về nông nghiệp. Có thể mình không phải là người cúp đất, có thể mình không phải là người chính là những người giao hàng, nhưng mình phải am tường vào. Em dùng từ am tường là am tường để mình biết rằng người kia đang làm đúng hay làm sai. Bởi vì nếu mình không am tường thì mình không biết đúng và sai. Và nếu mình am tường thì mình sẽ làm nông nghiệp được. Điều tiếp theo đó là nghĩ rằng cái farm xây á là thôi làm nông nghiệp tốt rồi, xong rồi làm mấy cái phòng nghỉ hoặc kiểu như thôi cũng được, bởi vì farm xây là nó cần farm với phòng nghỉ, cái phòng nghỉ khoảng 50 triệu thôi, thế thôi xong rồi, thế thôi xong rồi tiền thu 2 triệu, thế đâu được, một cái trải nghiệm nó quá đẹp, trải nghiệm trong một cái phòng ngủ mà hút bằng mấy cái tấm sen bo rồi hay là alu rồi trời khi nào mình xin không đâu mới đâu thì thế thì phải làm đúng định nghĩa và phải hiểu cái chữ trải nghiệm, phải hiểu cái chữ trải nghiệm là nó bắt đầu từ cái lúc nào, bắt đầu từ lúc alo, có nghĩa là khách hàng vừa alo với mình một cái thì đó là trải nghiệm rồi. Đừng nghĩ rằng là phát cho họ một cái giỏ với một cái rổ mình đi ra vườn ăn quả cảnh cua thì đó là trải nghiệm. Không phải trải nghiệm ngắn như vậy. Trải nghiệm là nó rất là dài và đầu ngay từ khi mà bắt đầu ngay từ khi mà khách hàng alo, bắt đầu ngay từ khi mà khách hàng bước xuống sân bay. Nếu như có một ai đó tới chở họ thì đó chính là bắt đầu trải nghiệm. Khách hàng vừa bước lên cái xe, sau đó là gì? Có một trái nước cho họ uống, và trái nước đó là nấu từ một cái trái gì đó, một cây gì đó từ farm, thì nó bắt đầu từ trải nghiệm. Và cái sự độc đáo nó sẽ bắt đầu từ đó. Sự độc đáo bắt đầu từ cái tình yêu của mình, nghĩa là có cái cây lá dứa này nấu cho khách uống, thì mình bỏ cái cây lá dứa này vào mình nấu, mình bỏ lên cái xe bán tải, có suy nghĩ cái xe rất là cũ kỹ rồi. Mình chạy tận tới cái sân bay đó, tới cái pha của mình và mình nhìn nở với họ. Đó là trải nghiệm. Trải nghiệm đừng nghĩ rằng là cái rổ trái cây. Mình đừng nghĩ nó là một cái rổ trái cây bình thường. Cho nên là chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà khởi nghiệp bất cứ một lĩnh vực gì thì đầu tiên chúng ta phải nắm về những kiến thức căn bản. Thực sự ra hiện nay kể cả những người đang làm du lịch, tôi thấy tôi quan sát
đôi lúc chúng ta định nghĩa sản phẩm du lịch là gì, chúng ta định nghĩa được, chúng ta tìm hiểu sâu về sản phẩm đó, thậm chí kể cả cái việc như từng nói là cái việc là chỉ trong cái ngành dịch vụ chúng ta, thực sự chúng ta rất là cần nhiều kiến thức căn bản, ví dụ như là ngành dịch vụ là sản xuất và tiêu dùng diễn ra đồng thời, là ý nghĩa như vậy, sản xuất thì là thế nào mà khách hàng nghe mình tiếp xúc với mình rồi mới thấy là sản phẩm dịch vụ, cho nên đòi hỏi cái việc mà trải nghiệm trong quá trình và vận hành của con người đó để nó tạo được giá trị rất là lớn cho khách du khách. Còn ví dụ ngành mà sản xuất bình thường là anh có thể sản xuất nhà máy ở Singapore, Malaysia, cầm cái điện thoại tôi biết là cái này, nhưng ngành du lịch không được như vậy. Ngành du lịch thì chúng ta phải thấy rằng là cái gì là một sản phẩm nó còn phi vật thể mà sản xuất tiêu dùng đồng thời và là sản phẩm không có tồn kho, đó là điểm rất là rõ. Cho nên là đòi hỏi cái việc và kiến thức sau đầu tiên là cần phải tìm hiểu nhiều, để tôi xin giải thích thêm cho mọi người thấy hơn là định nghĩa khái niệm cũng như các đặc điểm của ngành là những điều mà cần nghiên cứu rất là kỹ khi chúng ta khởi nghiệp một vấn đề gì, và sau đó chúng ta thêm những kiến thức về cái mặt kinh doanh, về những thức gì khác nhau một việc thì chúng ta sẽ khởi nghiệp nó sẽ tốt hơn. Thì cái này thực sự nó cũng rất là dễ, hiện nay trên mạng cũng như trong sách vở cũng dạy rất nhiều, thậm chí dạy học từ bạn bè, học từ những người xung quanh mình đều có thể học được hết, chứ không cần thiết học trường đại học. Trên điều đó cũng chúng ta khi khởi nghiệp cái gì cũng mong rằng là chúng ta tìm hiểu kiến thức trước, chúng ta thậm chí chúng ta đi trải nghiệm trước những cái farm style đó để chúng ta về chúng ta khởi nghiệp lại ví dụ. Xin cảm ơn. Vậy thì như thế nào gọi là một farm stay thành công và chiến lược phát triển farm stay nếu quan điểm của tôi? Thực ra thế này thì cái farm stay thành công nếu như mà ta nói cái chữ thành công thì ta bắt đầu có tính cá nhân trong đó rồi. Thế thì cái sự thành công của mỗi farm stay nó luôn khác nhau. Có người liên hệ với em và nói rằng là thực ra cái farm stay của chị của anh chị không cần phải đông khách đâu, toàn đón khách người nhà thôi. Thế sự thành công của họ là sự sung sướng và vui sướng của những người nhà. Thế họ là khác với cái sự thành công là cái doanh thu, không phải doanh thu. Nhưng một cái farm stay khác họ đặt mục tiêu về doanh thu thì cái sự thành công của họ lại là doanh thu. Hay là có một ai đó họ muốn làm một chuỗi farm stay và họ bán thương hiệu, bán một cái chu trình vận hành thì nó lại là một cái thành công khác. Thế thì nếu mà nói về một farm stay thành công thì không thể có một định nghĩa chung được mà, nhưng mà nó có những điểm chung như này. Một cái farm stay thành công thì điều đầu tiên phải là một cái farm đã. Chứ nếu như mà có phát triển ở Mỹ chăng nữa, sau cuối cùng lật ngược lại có phải farm không? Không. Thế thì đến một lúc nào đó nó rất là ở Mỹ xong rồi nó sẽ rất là hèn. Thế thì quan trọng là cứ làm đúng định, cứ có nhiều trải nghiệm và sự ân cần của mình và khách hàng. Và thấy tất cả đó thì không thể có một cái farm stay mà gọi là không có những thứ đó mà lại thành công. Đó là như vậy. Qua cái chia sẻ của Tùng, mình thấy rằng là cái định nghĩa thành công thì không đơn giản là thành công bằng tiền. Ta thấy thành công bằng một cái sự đam mê, thành công một cái tổng giá trị gì cho cuộc sống, là thậm chí thành công bằng cái lối sống cân bằng nào đó khi chúng ta kinh doanh, chúng ta tương tác với khách, chúng ta thấy niềm vui, chúng ta cho chúng ta giá trị. Đó là thành công farm stay. Thực sự là nếu chúng ta việc farm stay là trải nghiệm nhiều mà. Qua cái sự tiếp xúc với du khách thì đôi lúc chúng ta học được khách những cái gì đó là sự thành công, và khách có thể là đối với thành người bạn của chúng ta trong cuộc sống cũng là sự thành công. Cho nên vừa thành công của farm stay nó còn nhiều cái giá trị hơn nữa, là chúng ta còn học được nhiều văn hóa của những người mà đến ở chung với mình và những chia sẻ đó cũng là thành công. Xin cảm ơn. Còn với vậy thôi, đứng đằng sau một chút nữa thì với cái kỳ thi mà Tùng cũng đã tìm hiểu cái điều thì để cho các bạn trẻ thấy rằng là các bước làm kế hoạch kinh doanh cho farm stay như thế nào cụ thể hơn thì được. Nếu mà tạm lại quay lại đó là cái chuyện này nó giống như cái chuyện chiến lược ấy, bởi vì mỗi nguồn lực nó khác nhau cho nên nó sẽ không có công thức, nó không thể có công thức chung được. Nếu bây giờ chúng ta thử nghĩ rằng là có phải ai cũng có 5 tỷ đồng giống nhau, có mối quan hệ giống nhau, có năng lực làm du lịch giống nhau, có khả năng am hiểu về nông nghiệp giống nhau, có khả năng marketing giống nhau, có khả năng làm thương hiệu giống nhau,
nhưng phải giống nhau hoàn toàn thì chúng ta mới có một công thức được. Thế cho nên là một cái kế hoạch thì với mỗi một cái khu đất và với mỗi một con người với cái năng lực khác nhau thì chúng ta cần phải tạo ra một cái kế hoạch khác nhau. Đấy là điểm tư duy đầu tiên mà chúng ta tiếp cận vào một vấn đề. Và chúng ta không thể áp một công thức của một người khác, sau đó mình làm y như thế, sau mình cũng đi chạy vạy tiền, mình đang có 4 tỷ rồi mình phải chạy vạy thêm 3 tỷ nữa, sau mình làm tiếp, đúng không? Cho nên sẽ không có một cái kế hoạch nào rõ ràng hay là kế hoạch nào đó là cứ như vậy, như vậy, như vậy, như vậy thì nó thành công. Thế cái kế hoạch về cơ bản thì nó sẽ cần phải theo nguyên tắc như nào? Nguyên tắc thứ nhất đầu tiên đó là hiểu chính mình. Nguyên tắc tiếp theo đó là làm tiếp một cái việc nữa, đó là so sánh mình với những cái phạm sở xung quanh, với những nguồn lực xung quanh. Và tiếp đó là đôi khi ấy, có những cái farm ấy, họ sẽ bắt đầu vẫn là farm nhỉ, nhưng có những người ấy, sẽ bắt đầu từ một cái cây, ví dụ như cây tre, bởi vì trên khu đất đó nó có nhiều tre, tôi sẽ nhân giống cây tre rồi tôi bán măng, bởi vì tôi chẳng có tiền làm gì cả. Xong tôi nhân giống cây tre lên bán măng thì 2 năm sau các cái bụi tre nó mọc nhiều nên rồi tôi lại chặt cái tre đấy nhét xuống dưới sông, thế rồi bắt đầu lấy tre lên tôi làm nhà. Thế thì không có một cái kế hoạch nào nó cụ thể. Kế hoạch cụ thể đầu tiên đó là của chính mình, so sánh mình xung quanh, sau đó rồi lên bản kế hoạch mà mình nghĩ rằng là mình nghĩ rằng là nó là phù hợp nhất với nguồn lực của mình. Cái điều này á, tại vì sao mà nếu như các anh chị làm du lịch, các anh chị sẽ thấy rằng là luôn có những mô hình thành công, mà sao cái người đấy họ làm cái gì nó cũng thành công đấy, mà cứ làm là cái người đó làm là nó khác, mà tại sao mình làm nó không khác, mà cứ người đó làm là nó khác biệt thôi, là tại sao họ hiểu chính mình, xong họ đánh giá xung quanh, xong họ làm khác đi, nhưng mà vẫn cung cấp sản phẩm dịch vụ như vậy nhỉ, chứ không thể lên được bảo farm xây xong rồi không có farm, tôi làm khác biệt thì không được nhá. Yeah. Đầu tiên là hiểu chính mình, hiểu xung quanh, xong làm khác đi, tất nhiên vẫn cam kết dịch vụ theo định nghĩa. Yeah. Vậy căn bản để làm một cái hành trình doanh tốt, đầu tiên là chúng ta đánh giá cái nguồn lực của chúng ta, nguồn lực chúng ta là gì, nguồn lực tới đâu thì chúng ta làm tới đó, đó là cái mà Tùng cũng chia sẻ. Cái thứ hai nữa là khi chúng ta có tư duy mà nguồn từ đâu là từ đó thì chúng ta phải hiểu về kiến thức của cái ngành nghề đó. Cái thứ ba là chúng ta phải học tìm hiểu những đối thủ xung quanh, những người nào đã để tạo ra mô hình riêng của chúng ta, thì từ đó ta làm kinh doanh đen. Thì với cái chia sẻ cái Tùng như vậy thì về cái đặc thù chút về tỉnh Quảng Nam, thực sự ra Tùng với tư cách là kiến trúc sư thì hiện nay đó, thực sự ra là ở Quảng Nam hầu như là phát triển ở đồng bằng nhiều, rất nhiều, vì do cái lợi thế đồng bằng. Đồng bằng thì có biển, có sông, có ruộng, và cái việc mà xây dựng khách sạn hay cũng như là một cái dễ hơn những nơi khác, cho nên cái việc là các miền núi Quảng Nam hiện nay cũng cần sự phát triển, và thực sự cái mô hình farm farm style rất phù hợp với miền núi rất nhiều. Bởi vì giờ với tư cách là kiến trúc sư Tùng chia sẻ từng thiết kế cảnh quan farm style, cái địa hình như thế nào ở Quảng Nam, ví dụ về các địa hình Quảng Nam về cảnh quan để mình nâng tự như thế nào để mình hướng các bạn thiết kế nhé. Thì có thể là sau này cộng giữa anh đang nói là sau khi nghe mà nghe Tùng chia sẻ không là các người cũng muốn lên đây giao một tư là vào ngoài. Dạ, thì cái của cái vùng núi Quảng Nam thì nó là cái địa hình rất là dốc, cơ bản là núi của Quảng Nam là dốc hơn rất là nhiều. Khi mà cái địa hình dốc như vậy á, thì nó có một cái anh dùng cái thuật ngữ gọi là lương theo địa hình. Thì cái thuật ngữ đấy nó làm như nào, có nghĩa là chúng ta đừng đưa một cái tư duy của một cái người làm quy hoạch hay là làm thiết kế hoặc của cái đồng bằng xong mang lên trên núi. Thì tại sao mang cái suy nghĩ của cái giới đồng bằng mang lên trên núi là tôi phải làm phẳng đi thì tôi mới làm được đồng bằng được chứ gì. Thế thì lúc đó là chúng ta sẽ lên tìm kiếm những cái hình ảnh, và bởi vì mình đang muốn làm cái núi mà mình lại tìm hình đồng bằng.
thế thì muốn tìm ý tưởng cho những cái loại đó thì tìm những cái khu mà người ta đang làm trên núi, là cứ nương theo cái địa hình của nó làm như nào thì làm như thế. Mình không cần thiết phải phát núi quá nhiều, mình không cần thiết phải cứ làm bằng nó hết đi xong rồi giống đồng bằng người ta mới làm tiếp. Nhiều tiền lắm ạ, hàng tỷ đồng để làm bằng nó đấy. Cho nên là hãy nương theo cái địa hình để làm những cái phần đó. Còn tất nhiên ấy thì một số cái nguyên tắc là dùng các cái hình thức của kiến trúc bản địa, dù làm ở đâu thì mình dùng cái kiến trúc bản địa ở đó, mình dựa theo cái kiến trúc bản địa đó là mình làm tiếp, mình không mang một kiến trúc khác vào. Bởi vì sao? Ở bản địa ở đó là người ta đã xây nhà ở đó rồi mà, sao lại phải nghĩ ra một thứ mới hay là phải mang từ Anh, Pháp, Mỹ, người ở đâu qua đây mix để làm gì? Không cần, và nó không có trải nghiệm. Hay là ví dụ như ta nói qua cái nói thêm giả hơn chút, đó là ví dụ bản Đà Hiếu, có cái ông nào ở phía trời Tây ông qua đó ông lên đó chơi không? Không có, và không bao giờ. Không bao giờ những người ở trời Tây đi qua đó, đi qua cáp treo để lên đó nhìn những cái mái của trời Tây cả. Và người ta qua đây để người ta nhìn thấy cái mái của Việt Nam, cái đồng ruộng của Việt Nam, con đường của Việt Nam, những hòn đá của Việt Nam, cây cối của Việt Nam, cách làm cảnh quan của Việt Nam, chứ không phải cách làm cảnh quan của resort, bởi cách làm cảnh quan của resort là cách làm cảnh quan của phía trời Tây mang qua đây. Làm cỏ phẳng hết, xong rồi sang phẳng, xong rồi cắm cái cây bỏ bên đá cạnh, cho mấy cái đèn được. Đó là kiểu cảnh quan bên kia, đó không còn là cách làm du lịch mới nữa. Và các anh chị sẽ dần dần thấy rằng resort sẽ phải xem xét lại cách của họ làm. Có thể chúng ta sẽ có một cái tư duy đó là fancy và resort có thể lại với nhau không đấy, nhưng không phải là cách làm cảnh quan kiểu resort. Mà vì sao là nghỉ dưỡng á? Mà nghỉ dưỡng thì nó là gì? Cảnh quan nó không nằm trong nghỉ dưỡng. Cảnh quan là cái thứ để ta thấy. Còn cái nghỉ dưỡng là dịch vụ mà. Thế thì farm stay nó vẫn có thể ở một đẳng cấp nghỉ dưỡng và thu rất rất nhiều tiền, nhiều hơn thì sao? Vì có trải nghiệm mà. Thu thêm tiền từ trải nghiệm, hoặc là thu thêm tiền từ các sản phẩm siêu cao cấp ở trong đó. Cho nên là qua cái chia sẻ của Tùng, mình thấy rằng là đầu tiên muốn làm homestay ở Tây Nha lên núi thì chúng ta phải dựa vào cái địa hình là quan trọng nhất. Sau đó chúng ta dựa vào những cái vật liệu địa phương và những cái kiến trúc địa phương để chúng ta tạo ra. Chúng ta không mang có gì ở đồng bằng lên núi, đó là cái kỹ thuật đầu tiên. Cũng như cái việc mà thật sự đã homestay á, nó cũng có một cái giá trị. Nếu mà người nào là quyết định tốt, hoàn toàn có thể đem được nguồn thu nhiều hơn các cái sọt. Còn Điện Tùng cũng chia sẻ đồng cảm với bước đó, vì Tùng đã từng làm những sản phẩm du lịch như vậy. Thì cũng chia sẻ thêm là khi mà mới làm du lịch thì tôi cũng có một tình, cũng có một dịp đi qua châu Âu. Thì tôi vào tất cả các siêu thị của châu Âu, hầu như tất cả vật dụng của con vàng nào dùng nội thất khi đi về, thật sự rất là rẻ tiền, rẻ lắm mà thực tế ra về Việt Nam mình là vô cùng đắt giá. Mà thật sự khách hàng, người bình dân có thể dùng một ly nước như vậy mà sao người Việt Nam giá gấp 10 lần. Có cái điều rằng là chúng ta kinh doanh du lịch như vậy có đúng hay không? Thì từ đó tôi cũng dám suy nghĩ rằng là tất cả dùng tổng những vật liệu địa phương, từ mây, tre, nứa và cái dựa của đó mà tôi tạo sản phẩm du lịch. Và thật sự các chị biết rằng tôi cũng bán những thứ ăn giá trị từ vài trăm đô thì bình thường cũng như vậy. Thì tôi nghĩ rằng nếu chúng ta làm vào cái điểm mà ta đưa cái dịch vụ, thật sự ra như chúng ta phải đưa dịch vụ có các năm sau vào dịch vụ, chúng ta phải học từ năm sau. Còn tất cả thiết kế đa văn hóa ta phải dựa trên công địa thì chúng ta tìm bán giá trị rất là cao. Ta xin chia sẻ luôn. Chắc là câu hỏi cuối cùng, thực sự là cũng thời gian cũng cho phép nhiều, cho nên là anh cũng xin nhờ tác giả chia sẻ rằng là cái tầm quan trọng của việc phát triển cộng đồng homestay của mình, có đó nó rất là cần thiết hay không, để cho anh chị đã chia sẻ. Đầu tiên ấy, đó là nếu như chúng ta làm homestay đúng thì chúng ta sẽ luôn tạo ra một cái homestay nó rất khác. Vì sao nó khác? Vì thứ nhất là bây giờ mà hai ông hàng xóm này có một khu đất cạnh nhau, ông đất ông này có thể còn to hơn hoặc đất của tôi còn to hơn, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai đó là tư duy về mặt làm du lịch là khác nhau. Rồi tiếp nữa đó là năng lực canh tác cũng khác nhau.
khả năng tạo thương hiệu sản phẩm cũng khác nhau. Thế nên lúc mà chúng ta không họp bót nhau thì chúng ta sẽ tạo ra hai cái tam dây ở bên cạnh nhưng nhau nhưng không giống nhau. Và nếu như tạo ra cái trải nghiệm mà nó cứ khác nhau như vậy ấy, thì có khi là trong cái hội trường này mà ai cũng làm một cái tam dây khác nhau trong một cái làng thì có khi chúng ta cũng đón năm này xong năm sau lại đến năm nay có pha em, năm này năm sau lại có pha của anh. Đến mỗi một người là cứ như thế, hoặc là mỗi một lần khi trải nghiệm pham tây đi 3 pham hoặc 5 pham năm sau lại phải quay lại, bởi vì chưa ăn trái cây ở cái vườn khác, mới ăn trái cây vườn này, chưa ăn bưởi ở vườn kia, chưa ăn cái món ăn của cái vườn vườn đó, chưa được xuống cái hồ để bơi, chưa được ra cái suối đó tắm. Cho nên đến một cái cộng đồng pham tây mà nó phát triển như vậy thì nó là du lịch cộng đồng, nó chính là cái du lịch cộng đồng. Nhưng du lịch cộng đồng nó rộng hơn bởi vì nó có cái yếu tố pham, yếu tố trải nghiệm nhiều hơn cộng đồng. Tùng chia sẻ như vậy thì chúng ta đồng ý rằng là làm pham stay hay là làm du lịch cộng đồng là tăng giá trị du lịch cộng đồng lên. Và thật lòng mà nói, Tùng đồng ý quan điểm rằng là nếu chúng ta làm pham stay, tôi đã từng nhắc nhiều lần là chúng ta phải bán cái lối sống của người cái danh pham stay đó. Lối sống đó là luôn luôn đứng trên cái hệ quy chiếu của sự chân thật, sự tử tế, thì chúng ta tạo rất là nhiều sản phẩm trên phần tay. Có thể người này thích âm nhạc, đưa âm nhạc vào, có thể là như anh Thuận anh thích, đó là đục đẽo vào, ví dụ như vậy. Thì những cái việc như vậy tạo những cái điểm khác nhau. Hoặc là một cô này thích nấu ăn, kết hợp đưa giới thiệu nấu ăn vào trong phần tay đó thì tăng giới thiệu dịch vụ cho khách, thì như vậy tới cộng đồng rất là phong phú. Thì khi khách tới thì đó và ta thấy nó vui xong rồi, có thể ta quay lại, hôm nay ta ở nhà người này, ngày mai ta ở nhà người khác. Như vậy là tính cộng đồng sẽ rất là có giá trị và rất là quan trọng khi chúng ta làm. Thì các thời gian cũng quá giờ rồi. Thì buổi tốt số thì chúng tôi xin phép dừng hôm nay. Và cũng thay mặt các anh em làm nghề blog cũng như là nhiều anh em ở đây xin cảm ơn cái luật sư và công tác rất nhiều. Và cảm ơn các anh chị ở đây và xin dừng micro lại cho người dẫn chương trình. Ông Phan Xuân Thanh và kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng về những cái trao đổi về những câu hỏi liên quan rất nhiều đến kinh doanh vừa rồi. Và như chúng ta cũng thấy là trong buổi tối hôm nay là phần lớn các khán giả là những nhà kinh doanh và có doanh nghiệp. Vậy thì để mà cũng không còn có nhiều cái thời gian nữa so với cái thời gian chúng ta định ra, thì trong khán giả ở đây có ai có những câu hỏi gì khác cho kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng không ạ? Một là có ai có câu hỏi gì không, hai là có ai muốn talk show gì lên đây? Dạ, mình cũng có một câu hỏi từ đấy, từ đầu giờ được nghe rất là nhiều về những cái điểm mạnh, những cái lợi thế về của cái mô hình pham stay. Vậy thì có những cái điểm nào mà hạn chế không? Ví dụ như là có thể vấn đề về thiên nhiên thì sẽ có nhiều côn trùng, nhiều mũi rắn rết, nó có phải là vấn đề lớn đối với những cái sự trải nghiệm mình rõ ràng chưa đến một nơi, thì cái việc là được cảm thấy an toàn ở cái nơi đấy cũng là một yếu tố quan trọng. Thực ra thì mình nên tiếp cận những cái điều đó trên một cái góc nhìn, đó là những thách thức mà mình cần phải xử lý, chứ nó cũng không phải là những vấn đề quá lớn. Có những cái farm thì họ có thể làm bằng một lưới chống muỗi. Có những cái farm là họ đã dùng những cái như là những cái về phần như là các cái mùi hương để đuổi muỗi. Và họ vẫn đang làm chuyện đó. Nhưng ai chưa làm thì mới bắt đầu nhìn cái chuyện đó là thấy thách thức khó khăn. Những ai đang làm rồi họ vẫn đang kinh doanh, họ vẫn đang làm như vậy, họ vẫn đang thu tiền như vậy. Không có thể nhìn không có điều gì quá lớn về những cái đó cả. Nó chỉ là những cái yếu tố kỹ thuật và nó chỉ là thách thức thôi, không phải vấn đề quá lớn. Không biết là chị có cần hay là cần thêm những cái góc nhìn gì thêm được không? Thực ra cái này nó cũng là một yếu tố nhỏ, nhưng mà vì mình cũng thấy là khi mà đi du lịch, mình cũng ở một số nơi thiên nhiên như thế, mình rất thích cái môi trường xung quanh, giống như cái Mango Bay ở Phú Quốc chẳng hạn. Nhưng mà cái việc mà ngồi bên ngoài để thưởng thức ra bên ngoài nó không làm được bởi vì nó quá nhiều mũi. Và để hạn chế được đó thì chúng ta cũng không dùng hóa chất để làm cái việc đấy. Thật ra là
như đây cũng là một cái vấn đề mà nhỏ nó không cần thiết phải dùng đến hóa chất, nhưng nó có thể dùng bằng những cái mùi hương. Có một số cái giải pháp mà nó sẽ đi sâu hơn vào, ví dụ như là các anh chị có biết rằng là khi mà các anh chị đun cái cây tre lên đó, thì cái nước từ cái cây tre nó ra thì cái nước đó sẽ diệt được muỗi. Đấy là một số giải pháp và nó chỉ là những cách nhỏ thôi. Măng bồ bay vẫn được, không có điều gì xảy ra với măng bồ bay. Một số khách mà họ tới đó một lần không được thì họ lại đi rồi. Và những khách nào mà tới đó nhiều lần thì vẫn tới đó nhiều lần. Và mỗi một mô hình kinh doanh vẫn có khách của mô hình kinh doanh đó. Còn ai trong số khán giả ngồi đây có câu hỏi gì nữa không ạ? Tức là đấy chỉ là một vấn đề là mình nghĩ tới, nhưng hiện có thể có một cái nào khác mà trong quá trình mình làm cái từ trước đến giờ ấy, mình có cái nào gọi là hạn chế hay thách thức như mình? Thực ra thì trong cái mô hình này nó thách thức hơn các mô hình khác, nó nằm ở chỗ đó là ta phải có nhiều kiến thức hơn, ta phải tổng hợp hơn, đấy là thách thức lớn nhất. Bởi vì sao? Trước đây là mình chỉ xây cái phòng lên xong mình bán phòng, giờ ta phải biết làm cả nông nghiệp, xong rồi ta biết làm nông nghiệp đâu có phải cái chuyện rằng là ta cắm cái cây xuống xong nó mọc lên là gọi là làm nông nghiệp đâu. Ta phải lên kế hoạch cho cái cây trồng đó. Bởi vì cái cây này mà nó năm nay, ví dụ cây ngắn hạn thì ngắn ngày thì nó sẽ phải tiếp tục cho cái cây mùa tiếp theo. Làm sao mà trong vòng 12 tháng khách đến farm của mình luôn có đồ ăn. Và thách thức của chúng ta đó là không phải là chúng ta vẫn hay dùng từ gọi là mùa trái cây đúng không? Thế làm sao mùa không trái cây vẫn có trái cây? Và trái đó là trái gì? Rau đó là rau gì? Đó chính là những thách thức. Cái những thứ đó nó quan trọng hơn là những cái thứ mà nó về côn trùng hay gì đó thì nó không có quá thách thức. Còn nếu khách nào mà không chịu được côn trùng thì cũng đã không chịu được côn trùng rồi. Và họ đang ở một nơi khác, họ không thể đến farm xây. Đó không phải đối tượng khách của farm xây. Hoặc là vấn đề về cái chi phí để duy trì một nơi như vậy thì nó có so với rất thông thường thì nó có nhiều hơn. Ví dụ khi mà những cái đấy thì nó sẽ tiếp xúc môi trường thiên nhiên nhiều hơn thì những cái chi phí maintenance, những cái cơ sở như vậy thì nó có phải là một vấn đề? Theo kinh nghiệm thì không ạ. Theo kinh nghiệm thì không, nếu làm đúng. Trừ khi là chúng ta cũng muốn cắt giảm quá nhiều thứ. Ví dụ như một việc đơn giản đó là chúng ta đang tạo ra một cái nhà như này. Một cái nhà nó là một cái vách tường của nó đây. Nhưng mà vì ta không chú ý đến thiết kế, ta làm cái mái nó chỉ đến đây thôi. Nên mưa nó thắt vào hết từ đây xuống đến đây thì nó nhanh hỏng. Nhưng cái mái nó đưa ra nhiều như này thì việc đó là nước mưa nó sẽ hắt vào nó sẽ ít hơn, lâu hỏng hơn. Chỉ là một việc cực kỳ nhỏ thôi, nhưng làm sai thì nó vẫn hỏng bình thường. Và cũng không có nghĩa rằng là những cái nhà như này thì nó không thấm. Người ta không biết làm thì nó vẫn thấm đâu, ta không biết làm thì nó vẫn nứt mà. Chứ đâu có nghĩa là những cái sản phẩm từ tự nhiên, những sản phẩm sinh thái như vậy thì nó phải nhanh hỏng đâu. Nhà bằng tre vẫn có thể 30 năm bình thường, nhà đất vẫn 100 năm bình thường, không có điều gì. Thời tiết ở Hội An thì khá là cực đoan, chịu nhiều ảnh hưởng như quá nóng hoặc là những cái trời nhiệt độ quá ẩm. Tại được vừa rồi thì mình thấy nhiều cơ sở cũng phải chịu những cái tổn thất do vấn đề từ thiên nhiên. Trước khi mà chúng ta có bê tông có thép thì chúng ta ở đi nào thì bà con ông cha ta ở như nào thì ta học lại cách đó và ta làm. Vùng đất nào cũng có cách làm, không vùng đất nào là không có cách làm. Có điều là ta có nghiên cứu đủ lâu, đủ sâu đến mức là ta làm được cái công trình đó không? Còn nó không có câu hỏi, không trả lời chung được, không trả lời từng cái phần đó được. Nhưng mà cách tiếp cận cũng rất là như thế. Người phía Tây Bắc họ vẫn ở trong nhà đất hàng nghìn năm nay cũng thế. Bây giờ người ta vẫn xây nhà đất người ta ở. Đâu có vấn đề gì xảy ra. Người phía Tây Bắc họ vẫn đắp làm thế. Còn ở đây thì
nhà cũ bây giờ thì vẫn có thể làm được. Nhà dân tộc ở phía Tây Giang họ vẫn đang làm ở nhà sàn mà. Không có điều gì xảy ra. Không khó đến thế. Và nếu ta thấy khó thì ta sẽ không có giải pháp được. Cảm ơn chị về câu hỏi của chị ạ. Và để tiếp tục một phần cuối của chương trình thì là như mọi người đã có biết đó, đã giới thiệu ở ngay từ ban đầu là hôm nay cũng là một buổi giới thiệu về cuốn sách Farmstay, hướng dẫn thiết lập Farmstay mà anh Phạm Thanh Tùng, kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng đã biên dịch từ cái nguồn là Đại học Minnesota ở bên Mỹ, Đại học Nông nghiệp Minnesota. Vậy thì nếu có trong khán giả nào muốn mang quyển sách này về đến cho mình hay là cho bạn bè, gia đình mình để chia sẻ, bởi vì đây là ấn phẩm duy nhất bằng tiếng Việt tại Việt Nam, còn ấn phẩm bằng tiếng Anh thì là chỉ có ở Mỹ mà thôi. Vậy thì mọi người có thể đi ra cái góc bàn ở đây và anh Tùng sẽ ra và đích thân ký sách tặng cho từng khán giả một ạ. Em thì đã có hai quyển rồi. Và còn lại thì nếu không còn một câu hỏi nào nữa thì em thật sự rất thêm và anh Tùng, anh kiến trúc sư và anh Tùng rất cảm ơn anh đã đồng hành cùng với Philip để Philip được tổ chức cái buổi gặp mặt đích thân anh ngày hôm nay. Và xin cảm ơn tất cả các quý vị anh chị là hôm nay đã dành thời gian đến dự và ở lại đến tận cuối cùng, và em kính mong là anh chị đã có cái thời gian rất là hay, học được những điều mới, hay là từ hôm nay là sẽ có một cái nhiều cái ý tưởng mới để về phát triển thêm về cái mô hình Farmstay, hay là một cái mô hình du lịch nào đó, hay là một cái cách kinh doanh phương pháp về Farmstay, hay là một cái gì đó liên quan như vậy, để là có cảm hứng cho anh chị trong cái thời gian mà Covid hay là sau Covid là để mình chuẩn bị cho cái ngành du lịch của tỉnh Quảng Nam hay là ở tại Hội An trong cái năm tới, năm 2021 hay là 2022. Và kính mong anh chị rất là nhiều sức khỏe và may mắn trong cái công việc kinh doanh hay hàng ngày của mình.